Năm 2009, tại giải bóng đá Argentina, khi các cầu thủ đánh nhau với cổ động viên, trọng tài đã không ngần ngại rút thẻ mời cả đội ra khỏi sân. Ba cầu thủ và bốn thành viên ban huấn luyện đội La Madrid đã xích mích với cổ động viên của Bolivar. Kết cục là một vụ ẩu đả hỗn loạn đã xảy ra. Toàn bộ cầu thủ đội khách xông vào bảo vệ đồng đội. Nắm đấm tới tấp được tung ra vào mặt các fan. Vậy là trọng tài chính trận đấu đã rút liên hoàn thẻ đuổi 18 người của đội khách ra khỏi sân, gồm 11 cầu thủ đang đá chính và 7 dự bị. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Bóng đá là môn thể thao có nhịp độ rất nhanh, do đó đối với các cầu thủ không chỉ đòi hỏi cao về mặt kỹ thuật, thể lực mà còn ở yếu tố tâm lý. Sau đây là những khoảnh khắc khi các cầu thủ đánh mất sự bình tĩnh của mình. Ở vòng loại World Cup 2022, hậu vệ Acuna của Argentina phải nhận thẻ vàng do phạm lỗi với Anthony của Brazil. Nếu mà trọng tài không kịp thời can thiệp thì có lẽ hai người họ đã lao vào choảng nhau. Lượt trận cuối vòng bảng Champions League mùa 2021-2022 giữa Real và Inter Milan đã xảy ra tình huống khi Nicolò Barella bị Eder Militao tì đè dẫn tới bị ngã và đập vào biển quảng cáo. Có lẽ cay cú nên cầu thủ này đã quay sang trả đũa. Tiếp đến là mâu thuẫn gay gắt và phải đến khi mà trọng tài rút ra thẻ vàng thì tình hình mới được xoa dịu. Người ta thường nói báo thù không cách đêm chính là như thế này đây. Kai Walker của Man City vì thiếu kiềm chế trong một trận đấu chơi không như ý trước RB Leipzig. Sau đó anh nhận luôn thẻ đỏ trực tiếp vì cú đá cố tình triệt hạ đối thủ này đã không qua mắt được trọng tài. Một vụ ẩu đả đã xảy ra ở trận tứ kết Cúp Châu Phi 2022 giữa Ai Cập và Maroc, mà nguyên nhân chính là vì Hakimi đã bị một cầu thủ Ai Cập kéo rách và tuột cả quần. Trong trận đấu gặp MU, De Bruyne của Man City đã ngã ra ở sát đường biên khi mà tranh bóng. Sau đó dính thêm một cú đạp của Ronaldo, nhưng mà cầu thủ người Bồ sau đó chỉ dính một thẻ vàng. Đây là trận đấu mà Dortmund bị tiễn xuống chơi ở Europa League và tiền vệ Emre Can của họ đã phải rời sân do phản ứng quá đà sau một pha va chạm với cầu thủ của Sporting Lisbon. Với pha gấp bóng trong trận chung kết giải bóng đá thiếu niên Sao Paulo này, tiền đạo Enrique đã khiến cho một cầu thủ bên phía câu lạc bộ Santos khó chịu mà phát cáu. Khi không thể đuổi kịp Olivier Nechamp của Celtic, tiền vệ Scott Arfield của Rangers đã tiện tay kéo toạc luôn chiếc quần của cầu thủ để mà ngăn cản anh chàng này lại. Trên sân bóng, Ibrahimovic và Ramos là những người nổi tiếng với lối chơi máu lửa không bao giờ ngại va chạm. Và đây là lúc mà họ gặp nhau. Ở một tình huống cùng đuổi theo bóng, tức giận vì bị Lamela liên tiếp đẩy người và ghi đầu, Mendy đã vung tay đấm mạnh, còn tốt là nó đã trượt và anh không nhận một án phạt nào. Erling Haaland cũng tỏ ra khá tức giận trong pha bóng va chạm với Rafael Bodre. Tiền đạo người Na Uy đã không nhịn được mà lời qua tiếng lại khi bị đẩy sau như thế này. Quế Ngọc Hải cũng từng có màn đáp trả với pha sút bóng thẳng vào mặt của Subhachok ngay sau khi Thái Lan có tình huống chơi xấu, gạt tay trúng mặt Quang Hải. Gabriel Jesus và Wilfried Zaha đã nhiều lần bị va chạm với nhau trong trận này. Hai cầu thủ này có vẻ như muốn đấu võ đài, nhưng mà còn may là đồng đội đã kịp thời ngăn cản. Riêng Zaha thì cũng chẳng phải là kẻ hiền lành gì. Người ta thường nói chơi bóng cần một trái tim nóng và cái đầu lạnh. Tuy nhiên, nhiều lúc thi đấu, thứ mà các cầu thủ mang theo là một cái đầu nóng, nhất là sau những pha va chạm. Mario Mandzukic và Sergio Ramos có thể nói là cặp đôi oan gia ngõ hẹp, bất kể là ở cấp độ đội tuyển quốc gia hay là câu lạc bộ. Mỗi khi đụng độ, cả hai thường khiến cho đối phương nằm sân sau những pha vào bóng tiểu xảo. Chẳng ai thích xem bóng đá bạo lực,
Nhưng mà nói thật thì trong đội bóng mà có một nhân vật số má thì tâm lý cũng tự tin mỗi khi mà cãi nhau như thế này. Pha va chạm giữa hai cầu thủ Bournemouth và Queen Park Rangers đã dẫn đến một cuộc xung đột vào lúc cuối trận. Kết quả, một cầu thủ khác của QPR đã phải rời sân với chiếc thẻ đỏ. Cả Fekir của Betis và Karim Demirbay của Leverkusen đã phải nhận thẻ đỏ và rời sân vào phút cuối khi hai người xảy ra mâu thuẫn, đồng thời dẫn đến xung đột giữa các cầu thủ hai đội. Cũng sau pha phạm lỗi ở rìa vòng cấm này, James Rodriguez đã bị đuổi khỏi sân với hai thẻ vàng chớp nhoáng do bất đồng quan điểm và hét vào mặt trọng tài trong trận đấu tại giải ở Qatar. Tiền vệ Kai Havertz cũng từng bị lấn bay lên khán đài sau tình huống va chạm với cầu thủ của Burnley. Rất may là anh đã không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng. Lionel Messi là một cầu thủ kín tiếng, nhưng mà không vì thế anh không có những giây phút nóng tính. Khoảnh khắc tức giận sau pha dứt điểm không thành này suýt nữa đã khiến phóng viên gần đó trúng đạn. Hậu vệ Robertson đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận Tottenham với Liverpool sau cú vào bóng thô bạo khi sút thẳng vào chân trụ Emerson Royzo. Tranh cãi đã xảy ra khi hai cầu thủ Atletico và Flamengo có một pha va chạm. Cầu thủ Kaiser đã bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp, nhưng mà khi va vào cuộc thì nó lại biến thành thẻ vàng. Carrasco là người châm lửa cho màn xô xát cực căng giữa Porto và Atletico Madrid khi mà cố ý cướp bóng, sau đó là cái hất tay vào đầu của Otavio. Làm xong chuyện này, anh được cho phép rời sân để đi tắm sớm. Và đây là tình huống khi Mason Mount và Bissouma đang có ý định chuyển sang đấu vật vì giữa họ chẳng có quả bóng nào để tranh giành cả. Khi hai đội đang xảy ra tranh cãi thì một chút sự cố nhỏ như là cú sút vô ý này cũng chẳng khác gì đổ dầu vào lửa. Có lẽ cây cú do đội nhà bị dẫn trước, huấn luyện viên Leicester bóp cổ cầu thủ MacArthur bên phía Crystal Palace trong khi mọi người cứ nghĩ là đùa. Thậm chí ông còn cố ý kéo áo MacArthur để mà chặn cầu thủ này vào cuộc. Obileye đã bị đuổi sau một hành vi bạo lực với cầu thủ của Furuhashi của Celtics, đồng thời đội của anh chàng còn phải chịu một quả phạt đền. Pha tranh chấp trên không giữa Mane và Tomiyasu đã biến thành một tình huống châm ngòi cho màn cãi nhau nảy lửa giữa huấn luyện viên của hai đội bóng. Còn tốt là các ông vẫn chưa kịp đánh nhau. Chỉ vì hơn thua một chút mà Michailidis của câu lạc bộ PAOK đã nhận một thẻ đỏ không đáng khi mà rời sân ngay vào phút bù giờ. Pha bỏ lỡ cơ hội khó tin này của Ronaldo khiến anh tức tối và đạp luôn vào cột dọc khung thành Napoli. Nóng giận với sai lầm của trọng tài khi quyết định quyền ném biên, Bakuna đã phản ứng mạnh mẽ sau một giây mất kiểm soát. Anh nhận luôn thẻ đỏ vì dám chơi thiết đầu công. Còn đây là hành động chẳng khác gì đang chơi đấu vật của Lewandowski. Khi West Ham được hưởng phạt đền thì Lanzini đã bị thủ thành của Chelsea làm phiền gây áp lực. Nhưng mà bất chấp tác động đó, cầu thủ này đã không mắc bất kỳ sai lầm nào. Hiển nhiên anh cũng không quên đáp trả với đối thủ. Không chỉ trong bóng đá nam, bóng đá nữ cũng có những khoảnh khắc nóng nảy không kém. Và khi các chị em đã bực mình thì đánh nhau cũng ghê gớm lắm. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick, we ain't coming back, I swear. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, chúc các bạn một ngày vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.